mọi người xem cái số lượng khách của Đài Nam hôm nay rất là đông. Hello, bây giờ tụi mình sẽ dẫn mọi người đi chụp tiếp. Bữa nay là chủ nhật đó cho nên rất là đông mọi người đó. Bây giờ mình sẽ xếp hàng để vào trong chụp tiếp nha. Bởi vì đây là một cái trò được rất là nhiều người yêu thích, cho nên là số lượng tham gia rất là nhiều. Bởi vậy chúng ta phải xếp hàng và mong là sẽ có nhanh chóng được chỗ để vào sớm. Mọi người đi xếp hàng để vô chụp tiếp rồi không? Em đi đông quá. Đông quá. Mình sẽ lấy vàng để mình sẽ nhập cái vàng cho mình. Thế là giờ không biết có được không? Hình như là free size á. Đây này, có gì nhất rồi. Có gì nhất rồi. Đây, mấy người vô. Hey, rất là vừa vặn nhất chân của mình luôn, tại chân của mình cũng hơi bự. Sau này lấy áo xong rồi xin ra đây mà. Mình đây có this shirt. Cái này là để nó sẽ làm cho mình nó không có bị lạnh quá, nó sẽ giữ nhiệt. Hai cô lì đã mặc áo. Chị lì bằng cái này là có bị chày khi mà chơi không ta? Có bị lạnh quá không? Ok, bạn nói bạn bán ngắn nhưng vẫn chơi được. Bây giờ mình sẽ đi vào trong. Ôi, mới đây là thấy lạnh rồi. Thấy oh my god, chứ là không dám chuột đâu. Mình quá rồi. Oh my god, nó sẽ bỏ đồ. Bỏ đồ đâu? Bỏ đồ ngoài hả? Ồ đúng rồi, của bạn này phục phiền phức rồi, mình có cái ba lô nó dễ hơn. Nhỏ này mang ba lô vậy kìa. Mấy bạn mà có đi đó nhớ mang ba lô cho tiện. À cấm, à cấm. Thôi, cái chân nó lạnh. Lùi đâu rồi, lùi đâu. Lùi dẹp đồ chưa xong nữa. Mọi người vô đây chụp hình rất là nhiều. Đây mình sẽ đi leo lên cái đó. Xong rồi mình sẽ chụp xuống. Chụp xuống vào cái đường ở đây nè. Sợ quá hả? Thôi ra ngoài đứng xíu rồi vô đi. Lạnh cái lỗ tai quá. Start. Mình sẽ vô đây để cho nó nóng quá. Ủa sao cởi ra rồi? Bỏ quá cơ. Một lớp không đủ với lùi. Lùi sẽ mặc thêm một cái áo khác bên trong. Tới đàn ông mà còn khăn lạnh đó chị rồi. Tới khi là nói chị nói đi đi. Bây giờ sẽ bắt đầu quên một hàng. Cái là bây giờ sẽ quên nhiệt rồi. Ơi. Có thể nghe nhạc Chris Mập nha. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Lấy chỗ để tôi quay cho. Rồi, trời sao gán vậy? Cười và dưới xe trực nha. Mình sẽ dưới canh quay hai bạn. Wow, vô ta. Lạnh quá à, tôi ở đây mà còn chịu không nổi luôn á. Oh my god, lạnh cực lạnh luôn, cái này chắc là không đổ á. Nó lạnh hơn trong tủ lạnh luôn. Còn nước đóng băng nha mọi người. Nước nãy đóng băng cho mọi người. Mọi người có người rất là lạnh, có một hệ thống là lạnh. Nó lẹ luôn, ba ngày nó chậm. Ủa, chưa nữa hả? Ghê, có chuẩn bị luôn. Nhưng mà mấy đầu ngón tay lạnh. Trời bé ơi, làm vậy mà sao bé dám lại làm vậy vậy? Oh my god, lạnh cái tay siêu lạnh luôn rồi. Tay mình như là cứng đá luôn. Mình không có đủ chịu đựng nổi để mình xách cái phao đó lên luôn. Chloe sẽ chụp một lần nữa nha. Chloe đây.